Chào cả nhà ha, lại là Hiếu đây. Thì ngày hôm nay làm video này gửi anh em thì cũng chia sẻ với anh em một vài điều trong quá trình làm việc ha. Thì đầu tiên mình sẽ nói về việc làm thời vụ là gì, tại sao chúng ta làm thời vụ. Thực ra thì do các công ty á, điều kiện các công ty nó không có cung ứng đủ người, nó tiện không kịp, hoặc là các đơn hàng của các công ty á, thì nhiều khi nó không có điều, có nhiều khi hàng gấp thì các công ty xí nghiệp hiện tại có tuyển người không được, nên bắt đầu cần đến bên cung ứng lao động là bên tụi mình. Thì bên tụi mình bắt đầu mới tìm về cách dùng quê, hoặc là dùng cách đăng bài, hoặc là làm thế nào để có người hỗ trợ cho bên công ty. Thì khi các bạn lên Bình Dương, các bạn làm qua cung ứng lao động là bên mình á, thì toàn bộ quyền lợi và phúc lợi của các bạn lãnh lương sẽ lãnh trực tiếp ở bên mình ha. Lãnh lương thì các bạn sẽ là chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt tùy theo điều kiện anh em. Nếu anh em có thẻ ATM thì là chuyển khoản, còn không sẽ là tiền mặt. Rồi vậy khi làm thời vụ thì sẽ được cái gì và mất cái gì? Khi các bạn làm thời vụ thì đa phần khi làm thời vụ các bạn sẽ không được hưởng các khoản bảo hiểm, nhưng các khoản bảo hiểm đó được cộng vào lương. Đối với ví dụ các bạn đi làm mà lương mới vô khởi nghiệp ở khởi điểm của các công ty thì lương thường phải là 4,7. Thì khi mà anh em làm thời vụ thì anh em có thể là mức lương nó cao hơn số bạn công nhân mới vô làm chính thức. Thành ra là như các bạn thời vụ giống như ở công ty Rodel đi, hoặc bạn thời vụ làm full tháng thế là được 12 triệu, còn bạn làm chính thức thì đâu đó khoảng 9-10 triệu thôi. Thì anh em sẽ thấy rằng ôi tôi làm thời vụ tôi đâu có được bảo hiểm đâu. Vậy thì các bạn hiểu nè, cái phần bảo hiểm của các bạn sẽ được đã cộng vào lương các bạn rồi. Nên khi các bạn xác định lên Bình Dương, các bạn làm ngắn hạn, thí dụ các bạn làm tầm khoảng vài tháng rồi mình về, hoặc là 1 năm 2 năm, thì mình lời khuyên mình nên chọn, khuyên các bạn chọn con đường làm thời vụ ha. Còn khi các bạn xác định làm con đường dài hạn, làm 5 năm 3 năm 5 10 năm á, thì các bạn nên chọn làm bảo hiểm, chọn làm chính thức để lấy bảo hiểm mà. Còn khi thủ tục mà để làm thời vụ thì nó rất là đơn giản các bạn, cái cần chứng minh nhân dân và giấy tiêm vaccine, hoặc là nó thực sự rất là quan trọng các bạn xác định được rằng các bạn muốn đi làm. Các anh chị cô chú tầm 50 55 60 tuổi còn xác định còn muốn đi làm thì cứ liên hệ lên mình, bên tụi em sẽ hỗ trợ chị hết cái vấn đề đó. Thực sự ra mà nói thì quan trọng là do mình thôi. Còn khi sau Tết này lên á, thì có rất nhiều người lên xin việc làm, thì nhiều sự lựa chọn mình sẽ xin người khác. Còn ở cái thời điểm hiện tại này Bình Dương thì thiếu người quá trời rồi, thì anh em thì rất là dễ xin việc ha. Rồi vậy thì khi mình làm thời vụ thì mình sẽ không có phần đó, nhưng mà mình sẽ được cái thoải mái là chúng ta nhiều khi chúng ta làm về 5 ngày, chỉ cần nhớ nha, làm thời vụ là qua phải là 5 ngày nha. Làm 5 ngày trở lên là các bạn đã được tính lương rồi. Và có rất nhiều bạn đi làm thời vụ chúng ta chỉ làm 1 ngày 2 ngày, tôi nghĩ những ngày công các bạn sẽ không được trả lương ha, chúng ta phải làm từ 5 ngày trở lên. Vậy thì rồi tiếp theo có một cái điều khi các bạn làm thời vụ á, các bạn có hai sự chú ý. Một là các bạn sẽ chú ý tập trung vào mức lương. Thường thì bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi các bạn là có hai dạng, một dạng là công ty cung ứng lao động hỗ trợ là lương 248 tiếng giống như công ty mình đang làm ha, còn một dạng là công ty người ta sẽ để là lương cơ bản là 4,7 4,8 đi, cộng thêm 500.000 tiền trọ, 500.000 tiền xe cộ đi lại, 500.000 tiền nhà ở ha, hoặc là phụ cấp chương trình 500.000. Thì các bạn nhìn chung vô các bạn sẽ thấy rằng là theo các bạn tôi chắc chắn các bạn sẽ nói là thôi chọn cái hàng công ty có phụ cấp nhiều, đúng không? Tại vì các bạn thấy rằng là tại sao bên em lại không có phụ cấp mà bên kia là phụ cấp nhiều như vậy. Thì khi chung quy tổng chúng ta cộng lại hết á, thì cả hai công ty cũng đều giống nhau cả, nhưng mà sự khác biệt nằm đây nè. Khác biệt nằm đỡ các bạn nào làm lao động thời vụ không đủ 26 ngày công. Ví dụ các bạn xin việc mà tháng đó các bạn nào không đủ 26 ngày công thì các bạn mất tiền chuyên cần, mất tiền nhà trọ và mất luôn cái tiền hỗ trợ đi lại. Giả sử trường hợp mà bạn làm mới 5 ngày thì bạn nghĩ theo người thiệt thòi chính là các bạn mà làm 5 ngày, các bạn nghĩ là thiệt thòi chính là các bạn.
Còn riêng mà ở bên Hiếu đi, ở bên Hiếu các bạn làm là 248 tiếng tăng ca là 35.000 một tiếng, thì chung quy là một ngày các bạn được 380.000. Nếu các bạn tăng ca thì các bạn cứ lấy 380.000 bạn nhân 5 ngày công là còn ra thành đủ số tiền. Tại vì lúc trước đây là Hiếu đã từng đi qua làm công ty cung ứng lao động, Hiếu đi được khoảng 5-6 công ty qua Hiếu làm qua rồi. Nên mỗi công ty cung ứng lao động nó đều có cái khoản ràng buộc và tính chất khác nhau. Nên chính vì chỗ Hiếu làm như vậy, Hiếu cảm thấy là sau này cũng may là Hiếu chuyển qua đi làm, không phải là làm mà nó tốt ở công ty, nhưng mà chỉ nói vậy thôi. Công ty bên mình thì các bạn cứ làm bao nhiêu ngày thì nhân ra bao nhiêu tiền, chứ không có trừ các bạn tiền chuyên cần, hay trừ nhà ở, hay trừ các kiểu ABCD. Thì cái đó là do anh em mình lựa chọn ha, mình không tính cho các bạn đi làm, sau này các bạn cứ suy nghĩ và hỏi cho kỹ ha. Và chưa kể cái việc mà một số công ty khi các bạn muốn nghỉ việc, các bạn phải viết đơn trước 3 ngày kể từ ngày viết đơn, có nghĩa là khi bạn viết đơn ngày thứ hai hoặc phải là thứ ba, thứ tư, thứ năm nữa mới được nghỉ. Còn nếu như các bạn nghỉ ngang, các bạn sẽ bị trừ 3 ngày lương đào tạo, giống như 3 ngày 8 tiếng đó. 3 ngày là 240, 240 trừ cho 3 là 600, là 700, các bạn sẽ bị trừ 720.000. Thật sự ra bạn làm 5 ngày mà bạn nghỉ ngang từ nhẹ 70.000 cũng như không, đúng không? Thì nếu khi mà các bạn đi làm thì các bạn nên đặt một vài câu hỏi, các bạn hỏi cho nó kỹ để tránh ảnh hưởng quyền lợi các bạn. Các bạn làm có 5 ngày ví dụ mà mới trừ thế này còn đâu nữa làm đó. Thì lúc trước có Hiếu đã trả vì một vài trường hợp rất nhiều anh em bị trừ những khoản tiền rất là tào lao, cũng rất là tội cho anh em ha. Mình thì cũng không mong gì nhiều hơn là cũng mong anh em nào xem được video này mà cảm thấy là những điều Hiếu nói hợp lý, Hiếu ở ai đó thì cũng mong anh em để lại phần bình luận qua đăng ký, thì cảm ơn. Còn không thì các bạn nhờ anh em chia sẻ video này lan tỏa giá trị cho cộng đồng thôi, để cho các anh em nào ở xa xứ hoặc muốn lên mình vô làm việc thì có thể nghe được video này. Xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người ăn Tết an lành, hạnh phúc bên gia đình. Còn các anh em nào đang hiện tại ở Bình Dương thì thôi, chúng ta có tìm công việc nào chúng ta làm cho nó hợp lý ha. Năm nay có thể là chúng ta không về Tết đi. Chúng ta ở lại Bình Dương chúng ta ăn Tết, tại vì các bạn đã thấy cái đợt trước tất cả chúng ta kéo nhau về quê á, chúng ta nói thôi bỏ mình vô đi về quê đi, có rau rau có cá ăn cá có mắm mắm, kết quả các bạn thấy các tỉnh miền Tây rồi đó, rất là tội ha, rất là tội. Thì thôi bây giờ hôm nay ta sống chung với dịch đi. Nếu anh em nào có duyên ở lại Bình Dương mà gần gần Hiếu á, thì alo số điện thoại Hiếu Zalo á, anh em đến nhẹ ly cà phê, uống ly cà phê ha. Rồi cả nhà, chúc chào cả nhà.